Hello các bạn, thì mình đang đứng trước quán trà sữa xanh sau trường đại học Tiền Giang nha các bạn. Thì hôm nay team mình sẽ quyết định thử thách người cuối cùng dừng uống trà sữa. Các bạn cùng theo dõi team mình nha. Trời nắng nóng như thế này mà tổ chức cuộc thi người cuối cùng uống trà sữa là đúng bài đó cô. Ngoài uống trà sữa ra mình còn ăn bánh tráng trộn nữa đó. Thì ở quán này có menu gì là cô kêu hết cho tụi con uống luôn nha. Thì người cuối cùng dừng uống trà sữa với lại bánh tráng trộn sẽ thưởng 1 triệu đồng. Món trà sữa là món gột của mình luôn rồi anh em à. Nhất định là mình phải lấy cái giải 1 triệu đồng. Còn em là khó nhất là vừa ăn bánh tráng trộn vừa uống trà sữa đó mạnh. Thì hôm nay á cô tổ chức cuộc thi toàn là món ruột của mấy đứa không đó. Có lẽ là cô bây giờ ơn bắt trước nha. Dạ. Ba ly trà sữa cho anh Châu được đi. Mới vô 3 ly rồi anh ơi. Ly nè, full topping á. Gì vậy? 2 ly trà sữa cho anh Châu được đi. À, tới trong. 2 ly trà sữa tiền thắng. Bạn Tâm Minh không hả? Minh hả? Minh là hên lắm á. Bạn Tâm Minh không hả? Gì vậy? Một ly trà đào. Wow. Trời ơi, hên dữ hả Minh? Tài mạnh mà. Gì mà anh? Ủa gì à? Ít nha. Một ly trà hỏi. Wow. Được. Đó giờ chưa uống trà hỏi là gì? Gì dài dữ Vinh? Được quyền đổi phiếu thăm với người khác tùy ý chọn. Ồ, chứ đổi nào Vinh? Chọn nhau đường đen. Truyền thống đi Vinh. Chọn nhau đường đen nè. Tới Trang. Không chọn ai? Anh với anh Minh là một ly hả? Người khác 5 bịch bánh tráng muốn nhẽ. Ờ, ai đây? Anh em gì gò kìa rồi. Sao hôm nay tự nhiên em lại chọn anh vậy? Tại anh Minh kêu em chứ bộ em cũng đâu muốn đâu. Ủa anh đâu có kêu em hồi nãy anh chỉ giật con mắt rồi à. À bị vậy à. Rồi Vinh chị định ai Vinh? Rồi chị hỏi lựa chọn cho Vinh ơi. Tức thiệt chứ, đang ngồi khát nước mà thèm trà hỏi nữa. Mà Vinh lấy hết của mình rồi, bây giờ mình phải ngồi nhầm miệng thôi. Trong thời gian này mình sẽ đợi anh chủ quán làm nha các bạn. Ở đây thì năm mà bánh tráng thì mình sẽ dọn vô chung một mình luôn nha các bạn. Nói gì nói chứ em chỉ định anh thì anh cảm ơn nha, tại anh đang hẹn bánh tráng. Ồ, thì ra như vậy thôi đi. Thôi để anh làm phụ em ha. Dạ mình làm bỏ 5 bịch vô một bịch luôn. Đúng rồi. Trời ơi, ly nhậu say to hết. Trời ơi, tôi lấy. Của con không cô? Này, 3 ly. Gì? À, 3 ly hả? Bấy 2 ly. Trời ơi, trà sữa Yên Châu trên đường đen nhìn đã quá anh em ạ. Rồi, vòng đầu tiên thì cô không có tính thời gian nha. Mấy vòng sau là cô bắt đầu tính thời gian đó. Rồi, cảm ơn cô. Trà sữa ở đây uống ngon lắm nha anh em, nó béo mà nó ngọt. Đã lắm. Trời ơi, rửa bỏ nha bạn. Nó béo nè, mà cái hạt nó dai ăn thực đã lắm. Rồi, tụi con cứ thưởng thức đi. Trung thì ngồi ăn bánh tráng. Không biết bịt gì, ăn miếng nào hết nữa. Ăn mở miệng quá. Thiệt quá. Thèm mà con thích 1 triệu hơn coi. Cô, giờ con không muốn nước đá đúng không? Nước đá thì lát nữa con chừa là được. Nhưng mà sữa với lại trân châu là phải hết nha. Được cô. Truyền thống của Trung. Wow. Trời ơi, trà sữa này nhìn ngon quá anh em ơi. Ơi, đã kìa. Chưa nắng nóng như này có là trà sữa nó hết bài luôn em ạ. Ông có cơ bu ngon vậy, ăn bánh tráng cây cây với trà sữa nữa. Mình không uống nước đá, mình bỏ nước đá ra nha các bạn. Đúng rồi. Ông bỏ ra mà tôi thấy bỏ chân dâu ra là ông thua đó nha. Ông cứ yên tâm đi, tôi không chơi gian đâu mà sợ. Quay thành 1 ly rồi anh em, còn 2 ly nữa. Nhưng mà rất là bình thường luôn. Cố gắng lên nha. Đây, ly thứ nhất của ông đã thành công nha các bạn. Ok. Cảm giác như thế nào rồi anh? À, trời nóng mà uống trà sữa vô nó mát lạnh có không là không còn uống được phải không? Dạ còn nước được. Tiếp theo còn ly nữa nó còn tới 3 ly lần. Rồi, ly đầu tiên của đất còn ly thứ hai nữa nó đất ơi. Ly là một thôi. Ủa mà anh nói có mạnh đâu mà anh. Đây nè, ôi tôi nè. Có ấm mà. Thôi thơm quá. Thơm nè. Ngon Vinh, ngon Vinh. Thì hồi nãy cô quên nhắc mấy đứa là trong quá trình thử thách này là tụi con không có được đi vệ sinh nha. Nếu mà mấy đứa đi vệ sinh là bỏ cuộc đó. Cô à, hai ly này chắc nửa tiếng nữa là mình đi với mày. Từ đó mới gọi là thử thách chứ con. Đúng rồi, đúng là thử thách cô cái nào cũng khó. Rồi xong điểm 2 rồi. Cảm giác của con xong ly thứ hai như thế nào anh? Hơi no cô ơi, nhưng mà vẫn chưa tiếp được. Chưa tiếp phải không? Rồi, Đức đã hoàn thành 2 ly trà sữa của mình nha. Trời ơi, nó mời anh Tụng. Cô mời anh Tụng. Mình không mời anh ơi. Này,
theo còn của mình em. Rồi chào Vinh với lại Trung với lại anh nữa thì mình sẽ bắt tâm vòng hai. Ngon quá. Cái bụng mình có chút ăn mà hai đứa gì cũng có luôn rồi. Còn mới uống con ly nữa mà no quá. Tại con ăn bánh tráng nữa thành ra nở rồi. Mấy anh niên này mới vô vòng giữ xe thôi mà đã bụng no nóc rồi. Chắc là mình nghĩ giải thưởng này là hụt của mình quá. Còn em nữa đó nha. Em à anh búng cái nhẹ là em bay rồi. Còn tôi nè, tôi là bảo tử không đáy rồi nè. Yeah. Tôi dừng ống nè, hơi nhiều nha anh em. Tới khúc này luôn nè, nãy giờ uống ứ hự luôn. Thôi quỳ hành lý ba quỳ anh em. Rồi Trung còn miếng nữa, cố gắng lên Trung rồi mình sẽ qua vòng 2. Nổi không? Được. Tôi thấy còn lại gì dần dần như Trung. Còn miếng nữa để con cố gắng hết sức. Sắp ra rồi, nhưng mà con còn mấy miếng bánh tráng nữa kìa. Hai đứa ăn từ từ cũng được. Dạ, chị ơi cô cho bóc luôn thôi. Bóc vòng 2 nha. Đây chị nha. Ok rồi. Ưu tiên càng trước luôn. Mong là con được ăn, được uống. Lấy chưa con lấy được một ly chân châu bình đi. Một ly trà vải. Yeah. Mới vô trà vải là ta. À, để cho anh Vinh nha. Một ly trà táo. Wow. Lấy hết chứ dư mày. Rồi, bóc lại chứ sao nhiều chữ vậy ta. Một ly sữa tươi ca cao trân châu. Được, đúng. Nãy giờ mới hay uống nè. Được. Ở gì nhiều chứ cô? Chỉ định người khác qua lượt. Chỉ định người khác ăn hoặc uống một món tì ấy. Đúng là ông trời có mắt nhìn người mà. Chọc cái nước. Uống là chị. Chị đó thôi. Chị đó hả? Đúng rồi. Chị định nước uống một ly chuyện nóng nha cô. Đúng là mình không chạy nữa anh Phan ơi. Trời ơi anh đang giúp một Đức mà sao em ép quá vậy, em diệt Đức luôn hả? Đúng rồi đó anh. Vậy mấy chú mắt quá. Vòng 2 đã chuẩn bị sẵn sàng, tụi con bắt đầu đi nha. Lúc này mình không uống đã quá anh em ạ. Cái cảm giác mà lâu rồi mà mình không uống đây nè. Đúng bệnh mặt đâu. Đau. Quá đã luôn. Ê kìa em biết thôi đựng đá. À đưa em cái hộp đựng đá. Rồi cuối cùng cũng được uống rồi. Mình mới uống có ly mà thấy muốn no rồi, chắc kiểu vậy mình tạch sớm quá à. Mình chưa no. Còn mình hết ly rồi nha anh em. Chị uống 2 ly luôn á. Ủa, ly nước con còn hạch nè, không ngồi làm gì vậy? Con còn nghỉ xíu rồi uống tiếp. Ok, chứ tưởng bỏ đi. Ngon quá. Thôi, mấy em không nổi thì mấy em gờ gờ đi để cho tụi anh chơi tiếp chứ. Đúng rồi. Không được, mình cố gắng lên đứng. Vô cái nè. Vô đâu vô. Bình thường uống con ly à, nay một lần uống mấy ly á rồi coi. Uống sản luôn. Vậy mà đứa nào uống không nổi thì ngưng nha, chứ cô không có ép. Ba hộp này á, mình ăn á. Mà ăn ra đây à. Giống như cái này ăn có bao ly mày. Múc muỗng á, có bạn đầu hàng. Rồi gì đến đầu hàng á. À, vậy là người đầu tiên đầu hàng nha, là Đức nha các bạn. Cảm giác như thế nào đó? Ngon. Ngon hả? Vậy nó nhạy nó mới biến á. Rồi vậy là chia tay với con nha. Còn lại 6 thành viên. Rồi, em cứ gờ luôn đi để tao ăn tiếp tiếp. Đúng rồi. Gờ gờ đi. Này còn thơm mà không có hùi. Con không mà mẹ ơi. Rồi, Vinh, anh lại Trung nữa nha. Đúng rồi. Còn Vinh nữa, uống nãy giờ chưa xong với Vinh. Cố lên em. Bây giờ anh có hắn cho nào chưa? Chưa. Chưa ăn nè. Ừ. Vậy trong này anh gán hắn nha. Ok. Em thua. Ok. Lắm tiền em. Rồi chơi một cái về luôn. Trung bỏ cục luôn hả Trung? Cảm giác như thế nào? Nói rồi, chịu hết nói rồi. Giờ đi toilet ở đâu rồi? Thì dạ. Cố lên Vinh, anh tin tưởng em. Em vô thì giật ba em bỏ cụ cũng được đó. Rồi. Thôi. Thôi bỏ cụ. Trời ơi. Cái gì? Em đi bỏ cụ, Vinh cảm giác sao Vinh? Mẹ thấy con chua uống trà sữa mà. Ngon hả? Vòng thứ 2 thì 3 thành viên đã bỏ cuộc rồi. Bây giờ vòng thứ 3 này còn 4 thành viên bắt đầu nha. Vâng, bắt. Minh, hai bịch bánh chén tiếp mở. Wow, wow. Nãy quá gỗ của mình. Nãy giờ uống trà sữa và bánh tráng nha. Ba lượt. Ba lượt. Wow, wow. Wow. Yeah. Trời ơi, may mắn dữ cho Minh. Yeah. Rồi tiền giỏ qua trang luôn. Một ly cà phê sữa.
Đưa trang à. Đó, cái gì đây? Một ly trà sữa ô long. Trời ơi, ăn chung ớt luôn rồi. Vòng 3 bắt đầu nha mấy đứa. Dạ. Rồi, để cô hỗ trợ trộn bánh tráng cho ăn. Trà sữa ô long này ngon lắm nha các bạn. Có thơm mùi trà. Ủa sao ông được uống mà tôi không được uống vậy? Ông muốn uống không? Tôi cho ông uống nè. Thôi, tôi muốn ăn uống 1 triệu hơn. Thông minh lắm. Lát nữa đứa nào vô trà sữa mà vô cái chỉ định nha, nhớ chỉ mình nha mấy đứa. Dạ. Ông trồng trà sữa đó. Cái vỏ này nó cay, nó béo mà nó giòn giòn ăn đã lắm. Mình cũng uống xong luôn rồi nha các bạn. Đúng rồi, mình cũng uống xong rồi. Ủa mà tôi uống mà. Quên. Lâu quá à. Thôi em gờ gờ đi là vừa rồi. Đúng rồi chị em, uống nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Em không có dễ dàng vậy đâu. Đúng. Em không có dễ dàng vậy đâu. Đi vô rồi. Không dễ dàng, chồng cô liền nghe chán. Sợi no béo. Thật đó, ăn ngán. Vậy là vòng 3 này Trang đã bỏ cuộc rồi. Còn 3 mình đi nha, nặng ký à. Trời em đau quá. Cay gì đó. Chúng mà cô cay quá. Em cho em tập trung ăn rồi. Ăn cũng yên như mình hả? Không mở cái đầu hàng. Đúng rồi. Là ăn đầu hàng nha các bạn. Quá đẹp. Cảm giác của con ăn như thế nào mà cô thấy đổ mồ hôi luôn vậy ăn? Nó cay mà chắc nó dai mà phải đưa con cái ly nước à, trà sữa đâu đi là cũng ăn được rồi, uống luôn. Con cho con đi, cho đóng uống luôn đi. Bye bye. Dạ, cái mẹ này kịch tính nha. Hai con hổ già chuẩn bị đói nha các bạn. Rồi, tiếp tục chồng bốn nha mấy đứa. Minh không có cái chồng chồng quá. Làm gì mà có gì tính anh. Em đặt đồ cho anh ấy mới. Gì đây? Một ly cà phê đen không đường. Được không? Người khác một ly cà phê đen không được. Chả có một ai nữa đâu mà chị. Mình hai ly, vậy là hai ly được, cà phê đen không được. Anh uống không được anh đầu hàng đi mà. Hết đó. Nãy giờ Minh ngồi đó, Minh trông chờ rồi giờ hai ly cà phê đen. Con uống, con ở trong cà phê mà con. Rồi, ok. Rồi, hai ly cà phê không được đó, không uống đi. Ủa mà sao không nói gì hết trơn hả? Là hổ không gần, cứ tưởng mà hổ bị đau hổng anh. Đúng rồi đó, em hiểu ý anh đó. Rồi, để nuốt. Lắm. Ủa rồi, mình ơi. Trời ơi, nó đắng như mật luôn á. Không, không, mật gấu á. Đắng quá. Còn không đắng quá, bỏ cuộc đi. Thôi được cô. Một cuộc em hả? Con uống 2 ly đó, nguyên đêm nay ăn thức trắng luôn á. Bỏ cuộc đi, em đỡ đi uống ngay trà sữa. Rồi. Uống hai thôi là anh mình ngán trà sữa luôn. Minh ơi. Rồi ok cho ông hợp lại luôn nha. Rồi lượm ơi, một ly. Một ly đã qua. Từ từ. Anh Minh ơi, các bạn hút cái trái mình. Để mình ngậm cùng nước đá cho nó. Chờ là ông hút ơi Trang là ông cầm ly cái muỗng luôn á. Rồi hận nha. Từ. Đã quá. Cô ơi. Đây hơi chua. Ngon nè. Ơi. Đã luôn. Được xong rồi Minh ơi. Hai nữa. Mình uống phải từ nhâm nhi thôi. Em uống miếng thôi, anh cảm nhận ở đây. Anh mà thắng trẻ này em dẫn anh đi uống cà phê. Uống nổi nữa đâu uống. Ủa quà thôi. Ok. Quá đỉnh. Trời đắng quá. Rồi bây giờ mình sẽ qua vòng 5 nha. Tới vòng con trước cô. Rồi bốc thanh trước đi. Bốc sao cho nhẹ nhẹ. Gì vậy? Dạ? Thêm lửa. Rồi, thấy cái hai cái luôn. Hai cái. Được hai cái. Từ. Chọn hai cái liền luôn nè. Em hả cha? Ok em. Ba lửa. Một ly trà sữa hết xanh. Rồi vậy là một ly trà sữa hết xanh. Rồi tới Minh. Rồi như ta. Cái lại vô cà phê đen đó. Bốc dưới đi Minh, bốc bên dưới á. Mày mang cái gì dài dữ vậy? Một ly sữa tươi trân châu đường đen. Em xin phép một vụ hai anh nha. Lấy thắng cho em, nó buông chân được rồi. Nhị chia nó hả? Mạnh nó có uống phụ chia. Đúng rồi, uống phụ chia. Đây, em muốn thôi. Không, nhưng mà con vi phạm con ra rồi, uống được phụ. Không, không, anh không phải đầu hàng đi Minh. Nhìn kênh mày ha, anh mạnh thắng đi. Không, anh phải chơi tới bến luôn. Thôi anh uống này, chiều mai anh vừa hức mạnh vừa đi cáp xe á. Ủa mà sao nhiều nước, ủa anh nhiều hạt chứ ta. Hai đứa yên tâm đi, cô còn rất nhiều phiếu luôn. Mà cái ly này nhiều hạt thiệt hết tới đây luôn à. Đúng rồi. Thôi, cái ly mạnh quá trời. Mình chơi chiến thuật là mình bỏ nước đá ra, mình nóc cái hết luôn nha. Lỡ. Cái này nó ngọt rồi, em phải bỏ nước đá vô cho nó tan nó hết ngọt chứ em. Nó có lý
nãy ly anh Mạnh quá trời hạch luôn chứ anh Mạnh ăn hơi lâu á. Anh này cũng đang ở ngọn lên á, anh nhớ mãi hai cái ly cà phê đó. Cô cũng thấy anh Mạnh với anh Minh ăn hoài lâu quá, giờ cũng tính thời gian đi. Anh nói đúng rồi đó, bây giờ vòng tiếp theo á, đứa nào mà uống trước đứa đó chiến thắng nha. Ok cô. Rồi thắng rồi anh em. Đó tới kỹ luôn rồi. Chưa vòng 6 bắt đầu. Rồi rồi xong rồi Minh. Đây chúc mừng rất là nhiều phiếu luôn. Nhưng mà vòng này phải quy định thời gian đó nha. Hai bịch bánh tráng muối nhẹ. Rồi tôi lượt anh Mạnh. Một ly chai lít tóc. Rồi. Vậy? Rồi em Minh tới chỉ rồi, nãy em mua là gì bánh tráng nên Minh. Không có sao đâu, mấy cái này chuyện tầm thường. Thường á, nãy em ăn là cay lắm luôn á. Thì vòng này cô quy định là thành viên nào ăn trước á, thành viên còn lại còn 5 phút để ăn nha. Ok cô. Hỏi cô. Rồi bắt đầu. Uống mà. Từ từ thôi. Uống là phải thưởng thức, hiểu không? Đúng rồi em. Anh bị lật kèo bây giờ. Uống là phải thưởng thức. Uống là phải từ từ thôi. Từ thôi. Uống từ hơi lại anh em mà uống. Nó nhộn cái hết bệnh chán anh. Giống giống như xe hài ta. Thôi từ từ thôi. Uống nhanh quá. Anh Minh ăn lẹ đi, thua tới giờ. Chứ nữa. Giờ mình chơi lẹo nghèo nha, một sống hai chết nha. Mẹ. Bỏ vô ly luôn nè. Cắm vô đầu vô ly luôn nè. Mạnh xong hả Mạnh? Chưa. Đổ đá ra coi ba còn chưa. Nếu mà xong là cô bắt đầu bấm giờ là Minh chỉ còn 5 phút để ăn nha. Ê, dục ra luôn đi, dục ra luôn đi. À, còn miếng nước à. Đủ luôn. À. Gì vậy? Nhiều quá. Rồi. Bắt giờ. Thôi chạy luôn rồi anh em ơi. Bắt đầu nha em Minh. Thôi gờ gờ coi. Đây là Minh bỏ cuộc nha bạn. Vậy là thử thách hôm nay Mạnh là người chiến thắng. Vậy mà hồi nãy anh Minh gáy dữ lắm kìa. Anh Mạnh, vậy nay là lần thứ mấy anh thắng game vậy? Anh cũng không nhớ nữa, chắc là anh thắng nhiều quá nên anh không nhớ mà. Thôi, tôi nhượng cho ông á, anh Nên Long đừng có gáy nữa. Rồi, thử thách hôm nay, Mạnh đã chiến thắng 1 triệu đồng, chúc mừng con. Dạ, cảm ơn con nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Nhưng mà tụi con đi tới vòng này cảm giác như thế nào Minh? Từ lúc hai cà phê đen đá không được là con thấy cuộc đời con đã xong rồi. Nó màu đen hôi hồi lùi luôn. Là con thấy nó bị ngượng rồi đó. Còn Mạnh sao Mạnh? Nãy là uống trà sữa mà uống chung với Minh á là tại vì nó nhiều hạch quá trời luôn, hạch mà nó dậy lên một khúc luôn. Do rất là nhiều fan yêu cầu team mình đó thực hiện thử thách này, hôm nay team mình đã thử thách cho các bạn xem. Nếu mà các bạn muốn team mình thử thách trò nào đó thì các bạn hãy comment bên dưới nha. Nếu mà các bạn thích team mình cho một like đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt. Hey, các bạn. Trà sữa này trời nóng nắng á mình uống thì rất là ngon nhưng mà uống nhiều quá nó no các bạn ơi.